Ngọc Thơ, Thời báo chấm D, kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Bao giờ mới hết cảnh người Việt bị lừa bán qua Campuchia. Ngày 9 tháng 1 năm 2023, BBC Tiếng Việt đăng tải một bài viết về số phận của người thiểu số Việt Nam bị lừa bán sang Campuchia. Câu chuyện kể về cô gái người ED tên là H'Nguôt Êpan ở tỉnh Đắk Lắk bị lừa bán sang Campuchia để làm việc cho một tổ chức cờ bạc lừa đảo. Vào khoảng tháng 10 năm 2022, H'Nguôt được vài người quen trên Facebook rủ đi làm ở Long An với mức lương 700 đô la Mỹ một tháng. Ngày 14 tháng 10 năm 2022, cô cùng với một người khác được hẹn để đưa đi Long An làm việc, nhưng cả hai bị cho uống thuốc ngủ và khi tỉnh lại thì là đã ở Campuchia. Hình ảnh bài báo của BBC Tiếng Việt. Từ đó, H'Nguôt phải làm việc từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm mỗi ngày, phải tìm người trên Facebook để lừa đảo họ tham gia cờ bạc. Cô bị yêu cầu mỗi tuần phải tìm được 3 người nạp tiền chơi game. Nếu không tìm được thì bị phạt hít đất, bị chửi thậm tệ, bị dọa bán đi làm gái. Người nhà của H'Nguôt đã báo công an tỉnh Đắk Lắk, nhưng công an nói là không thể cứu về vì đã qua bên đó thì họ không đưa về được. Tổ chức giam giữ H'Nguôt thì nói cô đã ký hợp đồng, nếu muốn về thì phải trả 5.000 đô la Mỹ. Nhưng H'Nguôt nói cô chưa bao giờ ký giấy tờ gì cả. Khoảng cuối tháng 10 năm 2022, H'Nguôt được ông Y Wĩn Bdap, người sáng lập ra tổ chức Người Thượng, đứng lên vì công lý và là người cùng làng với cô giúp đỡ. Ông Y Wĩn liên lạc với H'Nguôt qua Facebook và Instagram. Ông thu thập giấy tờ và định vị vị trí của cô, rồi báo cho tổ chức phi chính phủ CAMSA, tức Liên minh Bài trừ Nô lệ mới ở Á Châu, một tổ chức thuộc BPSOS. CAMSA đã nhờ cảnh sát Campuchia giải cứu các nạn nhân. Hình ảnh cô H'Nguôt Êpan là người dân tộc ED ở Đắk Lắk. Ngày 30 tháng 11 năm 2022, H'Nguôt cùng 24 người Việt khác được cảnh sát Campuchia giải cứu. Ngày 12 tháng 12, H'Nguôt cùng nhiều người khác được đưa về cửa khẩu Sa Mát, Tây Ninh. Tại đây, mỗi người bị phạt 6 triệu đồng vì vượt biên trái phép. Cán bộ cửa khẩu còn nói ngu thì chịu chứ còn nói gì nữa. Những người đóng tiền phạt thì được qua trước. H'Nguôt và những người không có tiền thì bị giữ đến 9 giờ tối mới được qua, với lời nhắn sẽ gửi giấy phạt về địa phương. Sau khi về đến nhà, chân cô vẫn luôn bị đau vì bị phạt hít đất. Tối nào cô cũng bị mộng du, bị ám ảnh, bị đánh. Câu chuyện về những người Việt bị lừa bán sang Campuchia làm nô lệ và những thảm cảnh mà họ phải chịu đã không ít báo đài nhắc tới. Điều chúng tôi muốn nói ở đây là trách nhiệm và thái độ của chính quyền đối với tình trạng này. Hình ảnh một bài báo đăng thông tin Bộ Ngoại giao hơn 1.000 người Việt được giải cứu từ Campuchia. Như trong câu chuyện của H'Nguôt được BBC đăng tải, công an tỉnh Đắk Lắk đã thể hiện một thái độ không thể chấp nhận được khi trả lời người nhà của H'Nguôt rằng không thể cứu về, hoặc như câu nói của nhân viên cửa khẩu, ngu thì chịu. Không chỉ lạnh lùng vô tình mà còn thể hiện được sự vô trách nhiệm của một công chức trước đồng bào của mình, là những người mà anh ta được hưởng lương để phục vụ. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã từng công bố nhiều lần tại các cuộc họp báo về việc chính quyền Việt Nam phối hợp với Campuchia để giải cứu những nạn nhân buôn người. Vậy tại sao công an Đắk Lắk lại không thể cứu người? Chẳng lẽ chính quyền ở cấp quốc gia thì có trách nhiệm, còn chính quyền ở địa phương thì không? Hay chẳng lẽ Bộ Ngoại giao Việt Nam ngồi chờ đến khi công dân Việt Nam được cảnh sát Campuchia cứu ra rồi, họ mới nhảy vào làm thủ tục rồi tính công lao? Hình ảnh tổ chức phi chính phủ CAMSA, một tổ chức bị chính phủ Việt Nam coi là phản động. Trong khi đó, CAMSA là một tổ chức phi chính phủ, thậm chí còn là một tổ chức bị chính quyền Việt Nam quy kết là phản động, thì lại cứu được người, và không chỉ có H'Nguôt, chắc chắn họ đã cứu được rất nhiều người Việt khác. Vậy trách nhiệm của chính quyền ở đâu khi để mặc cho con dân mình lầm than? Người miền Bắc thì bị lừa bán sang Trung Quốc làm nô lệ, người miền Trung thì di dân lậu rồi chết trong những chiếc container lạnh lẽo. Người miền Nam, người Tây Nguyên thì bị lừa bán sang Campuchia. Cơn sóng suy thoái kinh tế chỉ mới vừa bắt đầu vào giữa năm 2022 và có nguy cơ sẽ bùng phát mạnh vào năm 2023. Khi đó sẽ lại có rất nhiều dòng người lặn lội khắp nơi, tìm kiếm kế sinh nhai, và rồi họ sẽ lại tiếp tục là những con mồi cho những kẻ buôn người vô lương tâm. Đến bao giờ những cảnh lầm than này mới chấm dứt? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức Ngọc Thơ Thời báo chấm D với bản tin Bao giờ mới hết cảnh người Việt bị lừa bán qua Campuchia. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo chấm D, kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin 18 nhà đấu tranh quả cảm bị Cộng sản cầm tù, chuyên gia nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng. Việt Nam thường phớt lờ những lời kêu gọi của các tổ chức xã hội dân sự toàn cầu và các nhóm dân quyền. Nhưng Hà Nội khó phớt lờ Liên Hiệp Quốc vì họ muốn duy trì ảo tưởng rằng họ coi trọng và quan tâm đến suy nghĩ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đây là quan điểm của ông Phil Robertson, Phó Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, được AFA trích dẫn trong một bài báo ngày 6 tháng 1 năm 2023. AFA loan tin, một thư chung của 4 nhóm nhân quyền Liên Hợp Quốc đã được gửi đến chính phủ Việt Nam, yêu cầu giải trình về việc cầm tù 18 nhà hoạt động bị bắt giữ tùy tiện chỉ vì thực thi quyền tự do ngôn luận. Thư chung này mới được công khai, nhưng thực ra đã được gửi từ tháng 11 năm 2022. 4 nhóm thuộc Liên Hợp Quốc gồm báo cáo viên đặc biệt về tình hình người bảo vệ nhân quyền, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện, báo cáo viên đặc biệt về quyền sức khỏe thể chất và tinh thần, báo cáo viên đặc biệt về tra tấn và các hình thức đối xử tàn ác, vô nhân đạo và hạ nhục người khác. Hình ảnh bài báo trên AFA. 18 nhà báo, nhà hoạt động được nêu tên trong danh sách này hoặc đang bị điều tra, hoặc đã bị kết án dựa trên những điều luật mơ hồ. Có 2 người bị kết án vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 và 16 người bị kết án hoặc điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Một số trường hợp bị tra tấn và ngược đãi trong thời gian tạm giam trước khi xét xử. AFA dẫn lời chuyên gia nhân quyền Phil Robertson, người đã theo dõi tình hình nhân quyền của Việt Nam trong nhiều năm qua. Thông tin mà các chuyên gia độc lập thu thập đóng một chức năng quan trọng trong việc cố gắng buộc Hà Nội phải chịu trách nhiệm về hành động vi phạm nhân quyền của họ đối với người bất đồng chính kiến. Đặc biệt, chính phủ Việt Nam sẽ cảm thấy phải chính thức lên tiếng phản hồi về những cáo buộc này. Nêu ra những trường hợp cụ thể như 18 cá nhân này, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho Hà Nội thấy họ đang bị theo dõi chặt chẽ và đôi khi điều này sẽ dẫn đến những người có tên trong bức thư sẽ được đối xử tốt hơn trong trại giam. Hình ảnh cựu công an Lê Chí Thành bị bắt về Điều 331. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc nên tiếp tục yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện tất cả những người bị giam giữ chỉ vì thực hiện các quyền dân sự và chính trị của họ một cách ôn hòa. Điều này đặc biệt quan trọng khi Việt Nam đã được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, và điều đó đặt ưu tiên cho Việt Nam trong việc duy trì hình ảnh là một quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc tuyên bố duy trì và tôn trọng nhân quyền. Bức thư chung của 4 chuyên gia Liên Hiệp Quốc dài 22 trang nêu cáo buộc đàn áp sách nhiễu 18 nhà hoạt động biệt giam trong thời gian điều tra và xét xử họ bằng những phiên tòa không đảm bảo được các nguyên tắc xét xử công bằng. Các chuyên gia nói rằng nếu các cáo buộc được xác nhận thì có nghĩa là Việt Nam vi phạm trắng trợn luật nhân quyền quốc tế và các điều 9, 14, 19, 25 và 26 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia từ năm 1982, AFA cho biết. Bà Đỗ Thị Thu, vợ của tù nhân lương tâm Trịnh Bá Phương và là thành viên của một gia đình có đến 3 người là tù nhân lương tâm có tên trong danh sách, đã trả lời phỏng vấn của phóng viên AFA ngày 6 tháng 1 năm 2023. Bà Thu nói, tôi mong muốn mẹ chồng và em chồng cũng như các tù nhân lương tâm khác được trả tự do. Tuy nhiên, tôi không hy vọng nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện điều này trong tương lai gần. Hình ảnh các tù nhân lương tâm, ảnh từ trái sang phải, bà Cấn Thị Thêu, ông Trịnh Bá Phương, bà Nguyễn Thị Tâm, ông Trịnh Bá Tư. Trong thư chung, 4 chuyên gia cũng kêu gọi Việt Nam xóa bỏ Điều 117 và 331 Bộ Luật Hình sự vì cả hai điều này đi ngược với quyền tự do ngôn luận và lập hội. Họ cũng yêu cầu chính phủ Việt Nam cung cấp thông tin và phản hồi các cáo buộc về 18 trường hợp được nêu ra. Nhưng đến nay, chính phủ Việt Nam chưa phản hồi thư chung này, mặc dù luôn bị các cáo buộc về vi phạm nhân quyền. Và mới đây, Việt Nam đã bị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách các quốc gia cần theo dõi đặc biệt về đàn áp tự do tôn giáo, nhưng Việt Nam vẫn được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức do Ngọc Thơ, Thời báo chấm D với bản tin 18 nhà đấu tranh quả cảm bị Cộng sản cầm tù, chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc lên tiếng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo .d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ, Thời báo .d.